Đây, con này cần 3 lần thử xem. Có lẽ ngày hôm nay mình đi ăn đến mức độ vậy. Ăn đến mức độ không lên được cái gì luôn. Lên. Rồi, chơi căn 3 lần đi. Một, hai. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video về con game Mobile Suit 2 SS2.vn nha anh em ơi. Thì hôm nay đang đập đồ con DK mà xui quá. Hôm nay đang gom được hai cái lông vũ. Hôm nay mình đi xoay Win 2 xem có hên không nha. Biết đâu lại thay đổi gió, biết đâu lại ra được cái Win Manalot. Thì mình có hai cái lông vũ thì bây giờ mình sẽ phải đi ép Win 1 trước rồi đó. Giờ đi lấy chào ép Win 1 nha. Mình cứ lấy mấy cái đồ này mình ép cho nó phê thôi. Còn mấy cái đồ này mà ép chào thì mình lấy cái đồ không lúc mình ép nha. Ép vũ khí chào á. Rồi. Trước tiên là phải ép vũ khí chào xong đó là bắt đầu là ép win 1. Phần trăm dễ lắm. Một phát. Rồi, khởi động là thấy nó ngọt ngọt rồi đấy. Ôi, ngọt nước chưa? Em. Xoay Win nha. Bây giờ mình xoay Win mình không cần bỏ ngọc đấy đâu. Mình tập cái này lên cộng 4 hết nha. Không cần bỏ của đổi sai lần đâu. Gộp lại tí ít nữa. Rồi. Mỗi ngọc tỷ lệ được rồi. Tay ốp đập cho nó. Rồi. Có lấy hai viên tỷ lệ nha. Nay đang đập đập hai món DK kia đen có. Cho nên đổi qua cái này xả xui chút xíu. Xíu mà hên hên nữa thì lấy hai cái kia ra tán luôn. Win một này, chào thôi. Ê. Cái này nó không có lúc anh em ơi. Như cái này là mới lên được này. Phải bố bố mấy cái kia. Lấy mấy cái này đập đi. Cái nào không ta? Đây. Đây, lấy hai món này đập đi. Hy sinh mấy món này. Mấy món này nó ốp nó không ngon thôi. Nó là đồ cấp cao với lại đồ có lúc. Chân lại rồi. Đi mua cho nó mấy viên like thôi. 5k cơ hả? Rồi. Làm phát đầu này, khởi động phát đầu phát nha. 60% mát rồi đấy. Ui, phát đầu tiên mà toang rồi. Căng đấy, căng đấy. Phát đầu tiên mà toang rồi anh em ơi. Phát thứ hai nào. Mình tập chiến thuật mới anh em ơi.
cô kìa. Sao nhọn thế nhờ? Cái động nó thấy đen đen rồi đấy. Đin đin lên nữa là lấy ôi tự nhiên là đập lên 6 luôn, ngáo thế. Ngáo chưa từng có anh em ơi. Nhìn lại đập lên 6 luôn, bây giờ không búa ngọc tỷ lệ thử xem nha. Nhiều khi không búa ngọc tỷ lệ nó lại lên đó. Khốn nạn lắm. À không cần, ấy. Ôi thiếu ốp rồi. Không búa ngọc tỷ lệ là tỷ lệ 50. Đó. Không búa ngọc tỷ lệ lên. Mà lên cái lúc luôn. Vãi thật. Có tay. Đây, hai cái tác phẩm tắt đèn của một tố đây. Làm tiếp cái nữa nha. Năm mươi. Thôi lại móc tùm lum rồi. Cái tay móc tùm lum. Cái tay móc tùm lum. Rồi, lên hai phát luôn rồi. Mặt nước rồi đấy. Tay có vẻ êm êm rồi đấy anh em ơi. Đây, bây giờ là bắt đầu là đi xoay win này. Hy vọng, hy vọng, hy vọng. Không cần đập đấy đâu. Bây giờ đi xoay win thì mình sẽ lấy hai món ngon ngon ốc cao này để đập cho nó phê. Áp phê nha anh em ơi. Đấy nè, đi cao ra đi. Ít ít ta này ra đi. Hy vọng là đập đồ nó đen thì đập win nó sẽ hên, kiếm được chút cháo. Bây giờ cái win mà đây là bán cũng cả mét đấy, chẳng chơi đâu. Có lúc á, ra mana lót nó thì lại ngon. Rồi, mua ngọc tỷ lệ nha anh em ơi. Rồi. Bây giờ là búa lông vào trước, búa đồ excellent vào sau, búa cái cánh cơ bản vào sau nữa. Xịt đồ đi vãi thật. Quý này thì 3 lần nha. Được căn nó ném cái lần đầu tiên này. Đáng này. Ui. Vãi thật, nó nói như đúng rồi ấy. Ui đen thế. Một phát rồi. Cái này mà xịt nữa là phải 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 lấy hai cái món đồ kia ra đập. Nó đen đến mức độ nào nha. Có lúc nào cũng có ông xin đồ vậy trời. Đây. Cái này căn 3 lần thử xem. Có lẽ ngày hôm nay mình đen đến mức độ vậy. Đen đến mức độ không lên được cái gì luôn. Lên. Giờ chơi căn 3 lần đi. Một, hai. Ngọt nước, ngọt nước. Ra một cái cánh nhưng mà nó không có lúc anh em ơi. Vậy cũng ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi. Ra cánh MG nha. Cái MG để cho con ép nó đeo. Tạm ổn, tạm ổn. Cắt nó vào trong nha, ngọt nước nha. Có vẻ hôm nay là khởi sắc rồi. Hôm nay khởi sắc. Để OB đâu ta? SP hả? Để mình giải nén, mình tá hai cái này lên xem nha. Còn mấy còn cỡ chục cái bùa đáng lên thử xem nó có may mắn không, khi nó lại là ngày hôm nay là ngày may mắn thì sao. Ngọt nước đập cái cánh là anh em thấy được kinh điển rồi đấy, tên rồi đấy. Ui thôi xong rồi, mới nói may mắn xong đừng, em có làm gì đâu, chưa làm gì luôn á. Rồi nó phải năn nỉ nó vậy.
Tưởng nó lên, vãi thật. Rồi, có lại hai cái bùa nha. Hay đập được cái win là cũng may mắn rồi. Ai nè. Mới nói đồ nó may mắn xong. Mới nói nó may mắn xong. Cái áo rồi. Mới nói may mắn. Cách thần long này đúng bị ám rồi anh em ơi. Vai thật, có nên đập nữa không đây? Ôi đập đồ đen có anh em ơi. Đập nhiêu đây nữa mà thôi. Coi đi mua lấy XP nó còn nhiều cái coin nữa, đi mua XP nữa coi. Cách 7. Mua lấy XP nữa nha. Có cái 3 cục. Rồi, đập lại, bắt coi. Cái này mà không lên được 11 nổi thì sẽ ngưng tiếp. Áo trước nha, giờ đập cái áo trước. Đây, cần cái áo sáng này đập luôn nè. Rồi, đập. Cái gì vậy? Đùa nhau hả? Ôi kìa. Đừng. Vừa mới nó xoay green hand xong. Vừa mới nó xoay hand xong. Cái đen thui hết luôn. Vãi đái thật. Rồi, làm phát này nó không lên được, đừng nghỉ luôn anh em mày. Đập hai phát nha. Đen, đập cái flaming này nó đen kinh khủng luôn. Kinh khủng. Thôi. Ngừng. Bán vào shop luôn bây giờ. Bó tài luôn anh em ơi. Vậy. Ôi, video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Đập win thì lên được cái win. Rồi. Mà đập đồ đen quá. Thôi mình ngưng thôi. Giờ lúc nào gom. Gom được WeCoin mình đập một lần luôn. Bye bye mọi người nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.